hit của ca sĩ đó. Nguyễn Tuấn Kiệt. Năm. Bốn. Đừng đi, giờ đến không ai bắt chồng của hai phượng. Hai. Một. Bích Phương. Quá dễ. Đó, đưa đi. Nam. Đưa đi, đi đu, đưa đi. Đi đưa. Đây cái gì vậy? Từ từ em làm. Ba. Hai. Rồi, đi đu, đi đi. Để em hát. Bốn. Từ từ. Hát rồi. Trời ơi. Phương ơi, em có coi được clip này, hãy tha thứ cho anh Lâm. Chinsu cá cơm Biển Đông mới, bán song hành tại Việt Nam và Nhật Bản. Bây giờ biết chương trình sẽ đưa đi đâu nhưng mà chắc chắn phải là chỗ đẹp, bởi vì Phú Yên là toàn cảnh đẹp thôi. Đúng rồi, đẹp ghê hồn lắm. Có một cái đường ven biển mà từ trên cao đi xuống ngay giữa cái vách núi đó. Tôi lấy hoa vàng trên Phú Yên đó là bài đó đó. Thôi vậy chị có sáng xanh rồi. Lỡ Phú Yên. Lỡ Phú Yên. Lỡ Phú Yên. Có bao giờ muốn nghe không? Có hát cho ba nghe không? Không. Thì ra mày chọn cái chết. Hát vô luôn em, vô luôn, vô luôn. Thấy lặng lẽ bên sao hè. Tôi thấy ngày ấy vừa đến đây. Thôi khoan, Buka. Là em cố tình em hát dở thiệt vậy. Kinchana. Kinchana. Hỏi đau quá. Không trả lời sao luôn á. Tôi nói cho Kylie biết là Buka có một cái khả năng là không thể nào một bài hát nào đó mà bốn nốt hát được. Một nốt thứ năm là sai. Thiệt luôn á Buka. Cái này về chuyên môn âm nhạc người ta bảo là âm. Nhưng mà trong lòng em nghĩ tâm là biết. Em hát giống ca sĩ á. Mà âm biết luôn. Trong lòng con nghĩ con hát giống ca sĩ. Ca sĩ nào? Ý là tất cả mọi bài hát là em giống hết luôn. Ví dụ bài Hoa Giấy là con sẽ hát giống ca sĩ. Đào hát Hoa Giấy coi. Đào hát Hoa Giấy coi. Hoa Giấy giật trên bàn tay. Cả bây giờ mà năm nốt mà đúng được. Nghe hát bài của Hinh. Cho nên nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào. Thứ tư là mày nói lắm đầu qua đó thứ nào nó đào nước lại. Em hát cái gì cũng vô chuyện tự dislike MV gì ghê luôn. Ok. Nhưng mà tại vì thôi hát luôn. Không nhưng mà hay hết chứ, em không em hát dở vậy nhưng mà em biết cái nhịp để em diễn kịch là hay rồi đó. Nếu liên quan cái gì em biết không, em không biết cái tông thôi. Phải biết nhịp chứ. Anh Tuấn biết nhịp, nhảy được, biết đúng nhịp. Nhưng mà hát không đúng. Vậy là em thiếu biết tông rồi. Đó là Buka là không có một cái sự cảm âm luôn á, không cảm âm được. Bây giờ sẵn mình hát rồi, mình về chơi hát luôn. Chỉ ai thì người đó hát bài hit của ca sĩ đó. Nè bây giờ mình thu số nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đó. Hả? Không được nhắc. Không được nhắc. Đâu có một lời đâu. Hả? Đâu có một lời. Cũng phải được một hai câu chứ. Anh mà chơi thắng thua phải làm sao. Đủ hát bài hit của ca sĩ. Bây giờ đây này, bây giờ đây là một cái nội dung riêng mình chơi không? Ai thua? Nếu như cái người của đội nào mà sau vài lượt chơi mà thua thì tối nay nếu đội đó thắng thì phải nhường cho đội này vô ở ngủ ngon. Thôi à, ở đây người ta có những chỗ bán đồ ăn ngon, đặt một mớ nước gì cho cả đoàn uống. Đúng rồi, okay. Bán đồ ăn rất ngon mà đặt nước vậy chứ. Ví dụ như là một ly nước là khoảng năm là 20.000 đi, thì đặt hết cho cả đoàn. Hả? Nguyên đội đó lo mà, chứ phải một người lo đâu. Ok. Không, tự nhiên cả đoàn đi, cá nhân đi anh. Cá nhân đúng không? Ờ, chơi đội đi. Cá nhân đúng không? Em phục vụ mình quá trời rồi đúng không? Được, đúng không? Đặt giải quyết. Cố lên quá. Ai mua sầu riêng con. Ai mua sầu riêng. Hay quá. Ai dừng chân ghé quán em. Em đấy chỉ bán sầu riêng, nhưng em không bán tình kiếm. Hay quá. Hay. Đúng là ca sĩ trẻ. Hay có hát. Thẳng ngay chưa? Rồi chúc Minh Dương. Toàn sùng. Ta đi mũi lại. Ta có lại nghĩ là thật cái Minh Dương đó.
đúng rồi. Sao mà ác quá vậy trời. Bây giờ ta có bị trâu thì được. Bây giờ tôi hỏi nè, rành khu vực nào? Ta chỉ trẻ hay là bài hit cái gì để tôi biết. Hay là thế giới V-pop. Cái bài thời anh Phúc thôi. Thế giới V-pop. Ok giờ ông thế giới V-pop nha. Rồi. Thế giới V-pop. 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 Rồi ok. HAT. Quá dễ. Nam thì. Nam. HAT hả? 4. 3. Ủa, cái từ anh, cái từ vậy á, cái từ chứ. Cái tên là quá nữ. Kết hợp với lại sau này kết hợp với lại anh đúng không Phúc? Ở đây có taxi ha. Taxi. Hãy cho tôi đến với tôi đừng buồn. Hãy cho tôi đến với tôi đừng buồn. Em còn sai luôn, sao rồi? Như vậy là đứng thoát nạn. Bởi vì sao? Nam thư người đã đặt lên. Dưa, dưa. Taxi, đúng rồi. Taxi, cái bài đó. Đúng rồi. Anh mới đi lần tiên thuộc về sáng thứ. Yeah. Tụi tôi quá. Đó. Tới Bình Tú này. Tôi im luôn. Anh tới đây chứ lão. À, 1, 2, 3. Giết Cali ra đi. Thì giết giùm em đi. Thôi. Giết đi anh. Giết không? Giết đi. Tội lắm. Mỹ Linh. Mỹ Linh. Mỹ Linh. 5. 4. 4. Gì đó bày. 3. Là bà lại Hương Ngọc Lan nè. Hương Ngọc Lan. Đúng rồi, hát cho chị. Góc phố nơi anh hẹn. Đúng, nhìn sao? Cây ngọc lên tòa bông mơ, tòa hương bất ngờ. Rồi, quá dễ. Hay quá. Bây giờ là Minh Đấu, hồi nãy là Minh Đấu, mình test biết tâm đúng không? Em có muốn vô hội 50 ly chúc chị không? Hôn không ha? Rồi, Nam. Giờ, thôi không nhắc nữa. Bốn, đúng rồi. Ba. Nó biết rồi, nó không biết à? Ủa, nó biết rồi, nó không biết à? 50 ly. Mới chứ là em. Mới luôn nè. Bốn. Hết giờ rồi. Rồi cô lên trên sofa to hơn nhiều anh ta hả? Quá trời. Rồi rồi, anh phải diệt lên cho em. 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 Bích Phương. Hello. Bích Phương. Quá dễ. Đó, đưa đi. Đưa đi đi đu đưa đi. Đi đi cuộc mưa mà tự đề bao nhiêu ngày tháng gần cả năm trời chúng tôi làm việc chung và tối ngủ với nhau ăn với nhau và hát những bài đó với nhau nhớ bà ồn quá không có nghĩ kìa đâu em có quạo anh xa nhớ anh có đúng sao không hát anh sẽ bị ồn quá không có quạo ồn bớt biết thấy nè vậy tại sao hát bài đó mà chỉ hát bài quên đi đu đưa đi đu 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 trời ơi vậy anh nhớ bài cá mập con đu 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 tự nhiên nhớ tới cái bài đó khổ trời ơi nãy giờ dễ không mà chưa tới được một vị trí bên đây luôn mà đã 1.5 ly rồi trời ơi thôi cho anh 10 giây đi anh ơi em đã 50 ly rồi em skip được không skip em luôn được không đâu bạn chơi với 50 ly chắc chắn biết đâu chị 100 ly sao Mỹ Tâm ước gì anh ở đây giờ này dạ ok quá dễ không dạ đúng chưa díu đi anh, díu đi anh, díu đi anh. Ủa sao cứ díu em hoài vậy? Eric. Cái gì 5 4 bao về người ấy cũng không xong. Mà về người ấy cũng không xong. Lỡ lần về ai không. Thế thì còn xứng đáng yêu không. Anh biết rằng anh sai. Nhưng không bao giờ tha thứ. Người làm tổn thương đến trái tim em. Như anh đã từng như thế. Cho anh mình cho anh chia sẻ cho bạn biết. Chứ còn cỡ như là mấy chị lớn thì được. Dạ sao không biết hả? Tự nhiên sao vậy? Tới em anh chơi tới cô lại thi. Tại vì chị có kinh nghiệm. Rồi tới Chris nè. Đức Phúc 5 4 3 2 1 hết giờ 50 ly. Rồi rồi. I'll be by your side. Rồi rồi. I'll be by your side. 50 ly rồi, chạy gì đó chạy. Em tôi là nước em nè. Cái bạn em cái yêu á. Em nè, tao cứ đứng vô đầu mình á. Thôi kệ đi.
Trời ơi, con nhỏ này mới hay nè. Anh chỉ coi là bài nào cũng được. Đẹp chết đó. Rồi, để tôi biến tôi kiện. Năm. Bốn. Đừng nghe giờ nín không em bắt chậm có hát được. Hai. Một. Hạnh phúc vợ chồng không có hội. Rồi như vậy là tới Buka là cũng thua nè. Ôi con chưa chơi, con chưa được chơi lần một nữa. Lần hai cái hội nhất quân chưa kịp chơi nữa. Vợ là chồng em đã dễ nhất rồi. Bùi Hưng. 5 4 3 em muốn hét lên cho thỏa nỗi nhớ. Nhớ ai? Cho bay đi những tháng năm cho lòng thật. Rồi như vậy là thành công. Một người nữa đi. Hả? Một người nữa cho em thể hiện á. À ok. Nãy giờ chưa thể hiện được. Không có xíu nha, cho con khó xíu. Chị Anh Nhung. Ca sĩ Hoàng Vũ. Bài ca sĩ Hoàng Vũ. Thôi vậy vậy. 365. Bông bàn bàn lên. Tri Hồn 666. Nhớ Tri Hồn 666. Nhớ mẹo. Ủa sao hỏi tới vậy? Anh ơi, hát nhiều quá, phạt. Đầu tiên là kiểu đứng 50 ly. Không, em hết rồi. Chị Nam Thư chạy đi. Nam Thư với lại Viết Phan. Đúng rồi. Em đỡ quá. 4 người là đủ 200 ly cho bà mình, cảm ơn. Thiệt ơi. Cảm ơn. 50 ly này em. Đúng rồi chị ơi, chị không biết luận gì hết. Em chị không? Không, em cố gắng lắm. Chị phải biết luận chứ. Rồi hả? Chị chơi mà chị biết luận. Nãy giờ tôi chưa đố hả? Em làm gì thất trọng? Tôi chưa đố hả? Châu Gia Kiệt đồ là hả? Đúng rồi, trời ơi. Châu Gia Kiệt khỏi chờ đi dai. Kim rồi đó. Vĩnh Thanh Kim này xưa là cái gì hả? Yêu ơi, anh muốn cùng em thì câu chung thủy rồi đó. Tôi đối lòng. Trời, tôi một kho. Kim Anh rồi đó. Kim Anh là tha. Rồi nè, về tôi đố nè. Anh thì phải chơi hai bên á, bên này hát xong chỉ bên này nó mới khó, nó phiêu diệt bên đấy tôi chọn ca sĩ khó. Lát nữa mình chơi tiếp. Đây là có tập 1 thôi mọi người ạ, lát có tập 2. Khi chúng tôi di chuyển qua tập 2 là mình sẽ chia ra là battle với nhau. Để chỉ đúng rồi. Anh ơi, em hết tiền xô rồi. Bây giờ tôi hỏi nè, rành khu vực nào? Ca sĩ trẻ hay là bài hit hay gì để tôi biết? Hay là thế giới V-pop? Cái bài thời anh một phút thôi. Thế giới V-pop. Ok giờ ok thế giới V-pop nha. Rồi. Thế giới V-pop. Thế giới V-pop. Rồi ok. HAT. Quá dễ. Năm. Năm. HAT hả? Bốn. Anh ấy vậy đó, anh ấy vậy đó, phải từ từ chứ. Anh ta là quá nữ. Kết hợp với lại sau này kết hợp với lại anh Hoàng Phúc.